Lời đầu tiên cho phép em Minh Trí, trưởng dự án nhóm CIC 190, dép sưởi ấm chân OneFood gửi đến quý ban giám khảo lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. OneFood là một dự án xuất phát từ tình yêu thương trong gia đình và xã hội, từ nỗi niềm mang đến cái giá trị sức khỏe cho cộng đồng. Em xin chia sẻ một cái câu chuyện thật của em. Thì những năm gần đây á, thì sức khỏe của em không được tốt như lúc trước. Thì bác sĩ khuyên mẹ là phải giữ ấm bàn chân nếu muốn cải thiện được sức khỏe. Điều này khiến em là rất là trăn trở hàng đêm luôn. Mà liệu được cái biện pháp gì đó để giải quyết được cái vấn đề này không? Vì em biết rằng không chỉ riêng mẹ em mà còn rất nhiều người đang phải gặp phải cái tình trạng lành chân này, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống. Do đó việc giữ ấm chân là vô cùng quan trọng, nhất là đối với đối tượng người cao tuổi, người mắc bệnh lý và phụ nữ sau sinh. Hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều sản phẩm giúp sưởi ấm chân, nhưng nhìn chung những sản phẩm này còn rất nhiều hạn chế, tức là dép thông thường không đảm bảo được cơ chế truyền nhiệt. Miếng dán làm nóng bàn chân á, thì các chuyên gia y tế khuyến cáo không phù hợp với những đối tượng mà em đã nêu ở trên. Miếng dán này không thể điều chỉnh được nhiệt độ, nó sẽ gây nóng và khó chịu khi sử dụng lâu và sẽ rất là tốn kém nếu sử dụng miếng dán này trong thời gian liên tục khoảng thời gian dài như cuối năm. Và tiếp theo đó là cái túi sưởi USB á, thì ta chỉ có thể vừa ghim sạc vừa đưa chân vào sưởi tắm mà thôi, không thể đi lại nên không thể làm những chuyện khác, rất là tốn kém thời gian. Do đó chúng em cho ra đời dòng sản phẩm dép sưởi ấm chân OneFoot, một sản phẩm đổi mới cải tiến khắc phục được các hạn chế của những sản phẩm cùng chức năng nêu trên và hoàn toàn mới trên thị trường Việt Nam. Khi bật công tắc á, thì bề mặt tiếp xúc với bàn chân nó sẽ nhanh chóng được làm nóng và sẽ giải quyết ngay cái tình trạng lạnh chân. Người sử dụng có thể điều chỉnh các mức nhiệt khác nhau theo nhu cầu của mình và dép sử dụng sạc rời nên thoải mái đi lại không bị vướng víu. Khi giữ sử dụng xong thì ta chỉ cần ghim sạc và bằng sạc điện thoại mà thôi. Thì OneFoot đã thực hiện khảo sát ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Tây Nguyên và khảo sát online. Kết quả cho thấy được cái nhu cầu sử dụng dép sưởi ấm chân OneFoot là khá cao, lên đến hơn 90%. Điều này cho thấy được cái tiềm năng rất lớn của sản phẩm này trên thị trường. OneFoot của chúng em nhắm đến nhóm khách hàng có hành vi sử dụng sản phẩm bảo vệ sức khỏe, có nhu cầu sử dụng trực tiếp hoặc mua cho người thân sử dụng. Thì chúng em hướng đến nhóm khách hàng có thu nhập cao, với nên giá thành của chúng em dao động từ 600 ngàn cho dòng sản phẩm truyền thống và 1 triệu đồng cho dòng sản phẩm cao cấp. Bởi lẽ chúng em không chỉ bán với đôi dép sưởi ấm thông thường mà chúng em bán cái giá trị sức khỏe, bán những cái điều tốt đẹp cho xã hội này. Hiện tại thì dép sưởi ấm chân OneFoot của chúng em đang trong giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị thâm nhập thị trường. Chúng em đã đăng ký giải pháp hữu ích cho sản phẩm, xây dựng các kênh truyền thông và các kênh thương mại điện tử, sẽ tiến hành đăng ký chứng nhận hợp quy về an toàn sản phẩm khi sản phẩm này hoàn thiện. Trong giai đoạn đầu thâm nhập thị trường thì OneFoot chúng em thực hiện hai hình thức kinh doanh. Thứ nhất là môi giới sản phẩm ở các bệnh viện, các trung tâm thương mại, nơi mà có những khách hàng mục tiêu mà chúng em nhắm đến. Và chúng em sẽ phân phối sản phẩm đến các cửa hàng kinh doanh giày dép. Thứ hai là chúng em sẽ kinh doanh online trên các sàn thương mại điện tử. Giai đoạn mở rộng thì khi mà lợi nhuận của OneFoot đủ lớn và đã độ phủ thị trường nó rất là cao rồi, thì OneFoot sẽ nghiên cứu và cho ra đời nhiều dòng sản phẩm với mẫu mã độc đáo hơn, đẹp hơn, những tính năng cho những sản phẩm như là tính năng massage bấm huyệt, là điều khiển bằng Bluetooth, hay là các sản phẩm khác cùng chức năng như là găng tay hay quần áo. Thì chúng em sẽ nghiên cứu thêm các hình thức kinh doanh như là cấp license hay là cho thuê sản phẩm. Ngoài ra thì chúng em sẽ nghiên cứu cái thị trường tiềm năng ở nước ngoài để tiến hành thâm nhập thị trường nước ngoài. Đây là kế hoạch năm kinh doanh 5 năm của OneFoot. Tiếp sau đây để hiểu rõ hơn về kế hoạch kinh doanh, mời bạn Minh Khánh sẽ trình bày về dự toán tài chính. Em xin cảm ơn. Chào ban giám khảo và chào các bạn. Thì em là Minh Khánh, em xin trình bày về phần trực quan chỉ tiêu tài chính. Thì chúng em có vốn góp doanh thu lợi nhuận của trong cái kế hoạch là 5 năm, trong khi đó là cái tốc độ tăng trưởng vốn góp và lợi nhuận gần như là tương đương vào những cái năm cuối năm 4, 5 năm. Và chính vì kế hoạch này chúng em cần kêu gọi vốn giai đoạn thiên thần là 300 triệu, giai đoạn hạt giống là 2,2 tỷ và giai đoạn mở rộng là 11 tỷ 354 triệu. Và với cái số lượng hoàn vốn từng giai đoạn là 2.814 sản phẩm cho giai đoạn hạt giống, giai đoạn mở rộng là 17.496 sản phẩm, với cái dòng tiền chiết khấu thu được là 22 tỷ 228 triệu đồng và với cái IRR cao gấp 11,6 lần so với cái lãi suất ngân hàng hiện tại. Và DBB, cái thời gian hoàn vốn thì của em trung bình đạt khoảng 2,256 tháng. Và với cái kế hoạch tài chính trên thì chúng em cam kết chích 5% lợi nhuận cho các quỹ an sinh xã hội và cũng như chích một phần nào đó cho các quỹ ER&D liên tục trong vòng những năm tới. Và chúng em với cái thông điệp là trao nhau tình thương, trao nhau OneFoot. Thì OneFoot của chúng em đã được đạt được những thành tựu nhất định ở các cuộc thi khởi nghiệp gần đây. Thì và ngoài ra thì chúng em xin được cảm ơn quý thầy cô đã hỗ trợ cho dự án. Cảm ơn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã đồng hành và phát triển cùng với dự án. Và em xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn phần trình bày của nhóm CIC 190 về sưởi ấm của em Phúc ạ. Và bây giờ là phần 5 phút
trả lời câu hỏi từ ban giám khảo. Xin mời các vị ban giám khảo ạ. Em gọi vốn sử dụng vào việc gì vậy em? Dạ, hiện tại thì tụi em đang cái kế hoạch của tụi em á, là tụi em sẽ kinh doanh vào cái khoảng cuối năm nay. Thì hiện tại là chúng em đã nghiên cứu thị trường rồi, tụi em sẽ gọi vốn để sản xuất cái lô sản phẩm thử để tụi em là tiến hành thêm cho thị trường đó. Thì và tụi em sẽ sản xuất mẫu trước. Dạ. Và tiếp theo đó tụi em sẽ gọi vốn tiếp theo để sản xuất hàng loạt để tụi em xuất bán trên thị trường, nhập thị trường. Cái lô sản xuất hàng mẫu đó của em mất bao nhiêu tiền? Dạ, thì hiện tại cái lô sản xuất hàng mẫu tụi em đang ước tính là khoảng 100 triệu. Thì tụi em đang có được xem xét một cái gói đầu tư để tạo cái lô hàng mẫu. Thì có 100 triệu mà anh thấy em gọi rất là nhiều. Dạ không, ở cái ship 300 triệu. Và dòng kế tiếp nữa. Dạ, cái giai đoạn tiếp theo á, là tụi em sẽ nghiên cứu và phát triển. Ngoài ra có các chi phí như chi phí marketing, chi phí nhân công, chi phí về sản xuất á, thì nên là cái chi phí nó sẽ rất là cao. Còn giai đoạn mình là giai đoạn đầu thì chi phí là 300 triệu. Sản xuất thì tức là hiện nay là cái cách sản xuất của em là như thế nào? Dạ, hiện nay thì tụi em sẽ liên kết với một đối tác để gia công sản phẩm cho tụi em nhập hàng, nhập nguyên vật liệu về và liên kết với một cái công ty sản xuất dép. Tụi em sẽ đối tác với nhau và bên công ty đó sẽ là gia công sản phẩm cho em, tụi em nhập nguyên vật liệu về cho công ty. Ok. Thì anh thấy cái phần gọi vốn thì thực ra những cái sản phẩm như thế này, thực ra mình đi theo cái phương án là mình sản xuất vừa phải, mình bán được hàng là gần như mình thu được tiền rồi, đúng không? Tức là dòng tiền của em là luôn luôn hả, nếu mà cứ kinh doanh mà tốt là thu tiền về về trước rồi. Là dòng tiền luôn luôn là ở cái tình trạng là cash là nó rất là nhiều. Nếu mà em buôn bán được, thế thì mình không cần phải gọi quá nhiều vốn. Anh chưa thấy được cái mục đích sử dụng vốn của em nó rõ ràng. Hả? Thì cái đây là cái feedback về cho dự án của em. Em là thì làm chính phần tài chính, thì cái phần vốn của em đến từ phần R&D, rồi phần mẫu thử, rồi thêm một phần đó là hỗ trợ cho các thành viên để các thành viên cũng có thêm cái có cái thêm chi phí để mình cũng có thể có thêm cái động lực mình làm thêm nữa. Và với lại em thì cái việc mà nếu mà dùng dùng dòng tiền chúng em nuôi đúng là đủ thật, nhưng mà cũng như là muốn đi nhanh thì phải đi cùng nhau, thì chúng em mong muốn là được nhà đầu tư tài trợ vốn nhanh thì chúng em có thể kết thúc giai đoạn R&D sớm nhất. À, anh tưởng là sản phẩm đã xong rồi. Còn anh đi đi cái khả năng bấm nguyệt nữa nữa thưa giám khảo. Dạ. Dạ, sản phẩm version 1 thì tụi em đã có rồi và chúng em đã nghiên cứu những cái tính năng mới để tụi em liên tục trên thị trường luôn. Là khi mà nếu sản phẩm tụi em phải có sản phẩm này, tụi em bán cái sản phẩm version 1 là tụi em phải nghiên cứu luôn cái sản phẩm version 2, chứ không đợi là khi nào sản phẩm version 1 bão hòa rồi tụi em nghiên cứu, lúc đó là để cho kịp thời luôn để mình bán cho nó. Về kinh nghiệm startup thì anh nghĩ là nên đưa ra thị trường và em nên bán đi cái đã, để em coi cái phản hồi của thị trường như thế nào đã, chưa vội để đầu tư những cái thứ kế tiếp đâu. Khi nào mà em thấy là phản hồi thị trường tốt thì những cái thứ khác anh nghĩ là nó sẽ khả thi hơn về mặt gọi vốn. Chứ thật ra gọi vốn ồ ạt ban đầu nó cũng không phải là cái giải pháp tốt, khó. Anh chỉ feedback vậy thôi. Thank you. Cảm ơn anh. Chào em. Chào chị. Chị có hỏi một chút xíu, đó là sản phẩm mà trên thị trường mới là mua trên Shopee ạ, thì giá chỉ khoảng là khoảng hơn 100 đến 200 nghìn. Sản phẩm của em hiện giờ là giá 600 nghìn, là gấp 3 lần đúng không? Thì có lý do gì để mà thuyết phục để mà khách hàng như chị sẽ mua không? Vì chị là hay bị lạnh chân. Thành dạ, ra là vâng. Chị đã thắc mắc là giá của mình rất là cao. Cái vấn đề thứ nhất, sản phẩm trên thị trường á, là cái túi sữa Yuppie. Em đã đề cập những cái sản phẩm cạnh tranh trên thị trường nhưng cái sản phẩm nó không tối ưu. Giống như là chị khi mà chị bị lạnh chân, chị sẽ dùng cái túi sữa đó, chị ngồi một chỗ và chị sửa chân, chị kim điện, chị không thể đi đâu khác. Trong cái thời gian đó chị sẽ mất đi chi phí cơ hội cho những công việc khác. Và cái đôi dép của chúng em là sẽ có đi lại được. Ngoài ra thì cái giá của tụi em, chị có thể hỏi cái câu hỏi thứ hai em.
Câu hỏi của chị là giá, tức là chị có gia đình chị có sử dụng cái sản phẩm mà dép giống như kiểu của em nhưng mà là mua hàng Trung Quốc thì giá thấp hơn rất là À dạ, nhiều. dạ vâng ạ. Cái sản phẩm của chúng em, cái nguyên vật liệu, do đây là cái một cái sản phẩm sử dụng cái kỹ thuật á, cái thiết bị kỹ thuật, nên là khi mà cái phải đảm bảo được cái độ an toàn, thì cái nguyên vật liệu ở đây là cái viên pin em phải chất lượng, thì viên pin chất lượng giá nó sẽ rất là cao để đảm bảo được cái sự độ an toàn. Như là pin của em thì sẽ sử dụng được trong bao lâu? Dạ, cái khoảng thời gian sử dụng tối đa với cái mức thấp nhất, nhiệt độ thấp nhất là 45 độ sẽ là 6 tiếng, còn cái mức cao nhất sẽ là 3 tiếng, và viên pin này sạc đầy thì trong vòng 3 tiếng. Đã hết thời Em gian xin trả cảm lời ơn. dành cho nhóm, ban tổ chức xin được dừng phần trả lời tại đây. Và cảm ơn CIC 190 đã đem đến một sản phẩm rất là hữu ích trong đời sống hàng ngày, đó là dép làm sưởi ấm chân. Và chắc chắn qua những nhận xét của ban giám khảo, các bạn cũng đã có những cơ sở nhất định để hoàn thiện hơn sản phẩm và tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường rồi đúng không ạ?